Chào mọi người, như kênh MMO của mình nha. Vào ngày 24 tháng 12 mình gửi đến bạn video hướng dẫn nhận 1.000 top cần. Đây thì bạn nào có làm dự án này thì mở cái link, click cái phần link thứ hai của mình, mở cái link form ra, tất cả các bạn khai báo thông tin để cho tôi cần khao này phong phối nghe tất cả các bạn. Thì dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của tất cả các bạn nè. À, còn email ảnh nhân quỳnh năm nay phan các bạn ơi, ảnh nhân quỳnh chứ ảnh văn quỳnh 5991@gmail.com này các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn trước kia các bạn chat bot trên cái telegram của username nào thì các bạn copy username trên bot đó nghe các bạn, còn 1133 này các bạn. Để mở submit you theo profile link thì các bạn cũng mở cái bot các bạn ra nghe các bạn. Rồi các bạn cũng lướt xuống, các bạn copy lại của username của tất cả các bạn. Rồi các bạn trở về cũng link form này nghe các bạn. Chết bà các bạn, mình sẽ phát pin đi các bạn. Rồi các bạn chậm chút xíu để mình sạc pin, giờ mình làm tiếp cái video như tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nó bạn, rồi các bạn tự quyết định biết không, các bạn cũng mở tờ tự mình, các bạn thông cảm nha bạn, cái máy của mình nó hết pin rồi nên mình làm video này rất nhanh cho tất cả các bạn nha bạn. Ôi là cái máy cái mạng quá chậm mà các bạn ơi. Rồi tờ Twitter thì các bạn cùng mở tờ Twitter của mình, nhấp vào ba nhân gạch, nhấp vào một hồ sơ. Ui là tại cái máy nó hết pin các bạn ơi. Rồi các bạn thì chán các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết này các bạn. Các bạn mở về, trở về cái link form này các bạn, các bạn bắt vô đây nè các bạn. Copy link repeat. Rồi bạn bắt vô đây nè các bạn. Các bạn lưu ý nha bạn, các bạn nhấp vô đây nè các bạn. Các bạn follow tờ Twitter nha các bạn. Rồi các bạn tờ tweet nó, rồi copy lại cái link tờ tweet. Rồi tiếp tục thì chụp cái màn hình Balenci, các bạn gỡ token cho nó. Tất cả các bạn thì các bạn sẽ thấy cái số dư của mình đây nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha tất cả các bạn. Rồi. Chụp màn hình xong thì các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Chết bà hết pin nữa các bạn ơi. Các bạn chờ chút xíu nha bạn. Ui là tại sao không á. Rồi. Rồi các bạn chọn từ thiết bị nha tất cả các bạn. Các bạn chọn tạch bạn. Rồi các bạn tải lên nha các bạn. Các bạn chụp siêu đang tải lên nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn SMIO nha các bạn. Tài ư tờ cái máy tức chợ. Khoan các bạn chờ.
Chính xác tới mét thì quan nhấp bạn, các bạn nhấp vào một xin nếp nha bạn. Đây thì mình đã có tài khoản rồi, các bạn đăng ký 10 cái địa chỉ email, mật khẩu xác nhận mật khẩu rồi các bạn login vào nha các bạn. Vì mình đã có tài khoản rồi nên mình đã đăng nhập luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào một ETH nè các bạn. Không phải, các bạn chạy xíu nha. Ủa, các bạn bấm vào một ba chữ gạch bên cùng nha các bạn. Các bạn bấm vào một wallet nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một deposit nha tất cả các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH này giúp mình nha tất cả các bạn. Phải gọi chụp xíu nha các bạn. Phan các bạn nhớ là không đầu không nha, không đầu không mấy đứt mấy ta, cái đuôi mấy ta, không dê năm, không dê ở không. Rồi các bạn copy đi chế tác các bạn. Sau khi các bạn copy, các bạn bắt up vào đây các bạn. Đây thì nó kêu mình, đây thì nó kêu mình đăng ký một cái tài khoản Tamesmio các bạn, gọi and submit ETH wallet. Mình không biết mình dùng cái địa chỉ ví sàn hay là ví bên địa chỉ bên bot ví chocolate nữa, nên mình dùng ví sàn người ta các bạn. Thì các bạn cứ làm ví sàn đi, sau này có cập nhật gì mình sẽ làm cái video tiếp theo cho các bạn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé. Các bạn happy đi các bạn.